Chào các bạn, đã quay lại đến với video của mình. Hôm nay mình sẽ đi quay một buổi tối của mình sẽ như thế nào. Đầu tiên mình sẽ đi vào đây để mình đánh răng. Các bạn đợi mình đánh răng nhé. Bắt đầu mình sẽ đi quay quang cảnh nhà mình vào buổi tối. Vào buổi tối thì quang cảnh nhà mình cũng khác lắm các bạn ạ. Đây nha, đây là ngoài sân buổi tối, đây là ngoài trời tối, đây nhà bếp. Nhà mình vừa phải ăn cơm xong nè. Trong kia là mình đang xem tivi nên nhà mới đây. Về mình sẽ dẫn các bạn đi nhà mới nha. Đó, đây là ông mình, đây là hai quạt nước, đây là cánh cửa. Ông mình được bảo tắt điện rồi, các bạn cho mình tắt điện cho ông nha. Ok, bắt đầu đi thôi. Đây là con xe huyền thoại của mẹ mình. Đây. Mình cho các bạn đi thêm một vòng nữa thôi nhé. Đó. Đây. Con cái. Các bạn ơi, đến đây clip của mình đến đây cũng là dài rồi, buổi tối của mình chỉ có thế thôi. Và xin chào các bạn nha.